thì Tuấn Minh đang có mặt ở khu vực tâm bão miền Trung. Thì gió đang ở mức cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Đại nghĩa bà! Tuấn Minh đang có mặt trong festival chào hè 2023! Các bạn ơi! Xin kính chào quý vị! Hiện tại thì Tuấn Minh đang có mặt ở khu vực tâm bão miền Trung, nơi mà chỉ vài tiếng nữa thôi là cơn bão số 3 sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền. Như quý vị có thể thấy, thời tiết ở đây thì đang rất là phức tạp và nguy hiểm. Theo những thông tin dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì gió đang ở mức cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và sẽ còn gia tăng trong những giờ tiếp theo. Mặc dù là người dân đã gia cố và chằng chéo nhà cửa rất cẩn thận, tuy nhiên thì vẫn có một số căn nhà bị tốc mái, nhưng rất là may mắn chưa có thiệt hại nào về người. Theo như sự chỉ đạo của cán bộ địa phương thì đã có những sự chỉ đạo về việc di dời người dân ở các khu vực nguy hiểm đến nơi tránh trú bão an toàn, và người dân hạn chế ra khỏi nhà sau 3 giờ chiều. Hy vọng là người dân của chúng ta sẽ không chủ quan trước diễn biến phức tạp của cơn bão để tránh những trường hợp và thiệt hại không đáng có xảy ra. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường quay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất ở các bản tin tiếp theo. Tuấn Minh đã xin có chào mặt. Tất cả mọi người đã có mặt trong festival chào hè 2023. Các bạn ơi, các bạn có muốn lên đây để hòa nhập cùng không ạ? Xin mời Ngọc Châu, Harry Won và Kiều Lê. Nào nhảy lên nào các bạn ơi. Mọi người ơi, không khí ở đây thì đang rất là náo nhiệt, và mọi người muốn đến đây thì hãy dẫn cùng với các bạn học sinh để có thể tận hưởng được một mùa hè thật là tươi mới và sôi động, để chúng ta có một mùa hè thật là sôi động, có được không ạ? Vâng, thưa các bạn, không khí đang dần nóng lên và hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta sẽ giữ được cái không khí này cho đến suốt chương trình ngày hôm nay, đồng ý không nào? Vậy thì khán giả của chúng ta còn chần chờ gì nữa mà không, hãy cùng mình đi theo để khám phá hết những điều đặc biệt của lễ hội này nhá. Cảm ơn cô Ngọc Châu, Kiều Lê. Dạ. Và đặc biệt cảm ơn hai cô vô cùng xinh đẹp của chúng ta. Thưa quý vị, Trấn Thành đã trở lại với siêu tài năng nhí và sẽ tham gia một đêm rất là đặc biệt. Đó là đêm nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi vào lúc 20:20 thứ năm trên HTV7 với chương trình siêu tài năng nhí. Đến rồi nha. VUS khơi mở tương lai tươi sáng.